Hi, cho anh em quay trở lại với channel của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục chơi Champion Corrupted Fever ở Act 3 nha. Rồi, anh em muốn mình xài vũ khí trắng hay là vũ khí re nữa? Mình nghĩ lên đổi qua re đi chứ nhà, trắng thì nó cũng đủ rồi nghe. Vậy cũng vậy thôi à, giờ đổi qua re thì nó thêm miếng đam đánh boss nhanh hơn, chứ còn quái thì ui bự dữ này. Cái lần đầu tiên gặp mấy con bự vậy luôn á. Thì ở bên đây chúng ta có một cây Ace rất là mạnh nha anh em. Nó là double Ace. Vũ khí cây, nói chung là cây Ace hai lưỡi. Đây nha, double Ace. Wow. Oh my god. Oh my god. Đúng bài luôn anh em. Đúng màu cần luôn. Một đỏ là ngon. Holy shit. Không, cái này để lại đây. Ngon lắm nha. Đó, cái này là mình xài là hợp lý rồi đúng không anh em? Chứ còn lệch cái gì nữa? Lệch đam gì nữa? Giờ này còn lệch gì nữa? Rồi. Trời ơi. Rồi, này nói chung là nếu như mà giữa cây này với cây này thì xem nhau, nhưng mà cây này nó sẽ bị nói sao ta? Anh em có hiểu cái attack thấp không? Anh em có biết cái sự khó chịu của cái việc mà attack thấp không? Nếu như mà cảm thấy nó thoải mái thì chơi, còn nếu như không thoải mái thì mình nghĩ là xài cái này nó vẫn ok hơn. Cái này thì hơn xíu physical. Physical chứ mười mấy điểm nhiều lắm á. Rồi. Đây là lên đây, chúng ta có thể vô đây trước để mình lấy một ít physical ha. Cái này thì tí mình sẽ lấy sau, bởi vì nó là overtime. Mình bây giờ mình không có overtime nha. Rồi. À, mình nói là đợt trước là mình nói là mình định qua đây lấy bình máu đúng không? Nhưng mà mình chưa lấy đúng không? Thì nếu như mà anh em chơi Ace, anh em cảm thấy là mượt mà thì anh em chơi Ace, lấy Ace thôi. À, thì cái này mình cứ nói là đi bên phải trước thôi, chứ giờ không biết là đi bên nào. Mình sẽ đi về cái hướng nào đó mà mình gặp, đa phần mình gặp bên đó thì nó cũng có thể là sai, nhưng mà tức là mình đi theo một bên nhiều nhất rồi đó mà nó còn sai nữa thì ví dụ như mà 10 lần mình đi mình hay gặp được 8 lần đi, thì ít nhất là nếu như mình đi theo hướng này thì mình sẽ có 2 lần bị sai, nhưng mà mình đi theo hướng ngược lại thì có thể 8 lần bị sai lần đó, giống trường hợp này nè. Cho nên là mình sẽ không xác định được là mình không xác định là mình sẽ đưa cho mấy bạn đi bên nào, nhưng mà mình sẽ cố là mình nói về cái hướng nó hay xuất hiện thôi ha. Còn lại là may mắn nha anh em. Ở đây chúng ta có hai cái cần phải làm, đó là lab và lấy giải các ascendancy và cộng với đánh boss đây, mini boss. Rồi, đây chúng ta sẽ giải cái này trước. À, hầu như là không đụng lửa anh em á, hầu như là mình đi không đụng lửa. Ui da, ui da, vừa phải thôi chứ. Ơi ơi ơi. Ok, còn lại con boss á, nếu như mà trường hợp mà layout mà nó thoáng vậy nè, thường thường là nó có sẽ có hai cái hướng là layout cục với layout mà thoáng vậy nè. Đằng sau cả Senesi đó thì là chúng ta sẽ đi tìm kiếm con boss nó vòng vòng đây thôi. Nó không chỉ vòng vòng đây thôi, con boss nó vòng vòng cái lab này thôi. Đôi khi có vài trường hợp nó tạo ra ở cái bị vướng bởi tường thì kiếm sẽ khó hơn, còn mấy con mà nó rộng phía sau thì nó sẽ dễ kiếm hơn. Có thể là nằm ở giữa đây nè, nằm trong đây nè, nó gần gần cái láp nè, gần gần chip nè. Rồi, đánh cẩn thận. Nhanh lắm anh em đánh Billy, đánh nhanh lắm Billy, đánh bot nhanh lắm. Rồi, thoát ra nha. Mình sẽ để cái giày. Giày mình đổi màu, ít nhất là mình chỉ cần một đỏ thôi.
mình chỉ cần nó có một đỏ thôi. Ok, ở đây chúng ta sẽ nhặt nhận đồ. Thì ở đây chúng ta có một cái gọi là cái này. Cái này nó không phải là kết mà nó là mat nha, tức là một cái gọi là ta gọi là chỉ điểm. Đây, cái cây này double AC bình thường đây, chúng ta có thể xài cây này. Đỏ xanh. À, mình có cục men này mà mình quên ha. Cục này mình sẽ gắn với này. Đó. Rồi. Đây, nếu như mà mình có cái gì đó hai xanh thì mình lấy lại. Con này xài tương đối socket không có nhiều anh em, cho nên là cái phần socket này nó khá là thoải mái. Ví dụ như mình cần mình giữ cái áo lại. Rồi. Rồi chúng ta sẽ kiếm một cái lỗ tròn ở trên map nha. Một cái lỗ tròn. Đây. Cho nên là khi mà đã chơi bui tắt rồi đó, cho nên thấy trên đường mà có cái nào liên quan tới cái bui anh em cần, ví dụ chơi bâu thì thấy bâu nhặt là phải mình phải giải nén cái bâu nó ra liền nha, chứ không có đam thiếu đam á. Nói chung là tránh cái trường hợp mà một cây vũ khí mà xài ba bốn ắc nha, không có đủ đam, thiếu đam nha. Cho nên là ắc nào thì cũng cố kiếm cái vũ khí của ắc đó, cùng lắm là lệch nhau một ắc thôi, chứ hai ắc là bị thiếu đam dữ lắm. Rồi. Rồi cái này thì nếu như mà cái thứ ba này á thì anh em nên đi về hướng tay phải nha, vẫn cứ hướng tay phải thôi. Còn nếu như trường hợp mà tay phải có thì anh em sẽ đi lên tay trái, nhưng mà đa phần là nó ở tay phải. Ví dụ chẳng hạn như mình không biết người khác sao, nhưng mà trung bình mình chơi cứ khoảng 10 lần ở ví dụ mình đi level lên 10 lần đi thì 7 lần nó nằm ở tay phải, còn 3 lần ở tay trái. Hồi trước là hầu như là ở tay trái, nhưng mà cách đây ít nhất là mình theo mình biết là 4 phiên bản hoặc là 3 phiên bản á, thì nó sẽ lại nằm ở, nó lại chia qua bên tay phải. Theo mình biết, nếu mình nhớ là khoảng 3-4 phiên bản sau này là nó là chia qua bên phải ít nhất nha. Thì tại trước đó mình không có chơi BOE, trước đó mình chơi Dota 2. Rồi, ở đây có cái láp anh em có thể đi trước luôn cũng được. Chui vô. Rồi, cái này thì mình nghĩ cái cờ này là không phải, cái cờ này là cờ fake nha anh em. Ở đây nó sẽ có hai cuốn sách, nhưng mà mình cũng cái này mình cũng không biết là đi bên nào nữa, mình chỉ cũng ngon à. Thì cái này mình đi theo cảm tính thôi anh em nếu thấy mình đi đây là cái này đúng nè, đúng không? Đúng rồi, tại vì một map này nó có hai cuốn sách này thôi, ý là cái map mình đi nè nó chỉ có hai cuốn sách này thôi. Bị thiếu kháng anh em, thiếu kháng nó quýnh bị tên hoài. Thì cái map này anh em cố nha. Thì trên lý thuyết thì nếu như mà anh em vẫn cứ đi bên phải thôi, còn nếu như mà mình đã chơi nhiều lần rồi thì mình nói chung là mình có cái cảm tính mình thôi. Để đây đi.
Đập lên, mình có dư là mình có dư thì mình đập thôi, không dư thì đừng đập. 46% rồi, để lại một đỏ đi, tí mình tính sau ha. Để chúng ta sẽ quay về mắt kép rồi tiếp tục đi ra. Nếu anh em có slot thì anh em xài thêm Vitality đi, nhưng mà mình nghĩ với mình thì nãy giờ anh em thấy cái Vitality nó cũng không có này, cứ đi bên phải thôi, nói chung là đa phần là bên phải thôi. Đằng này nó cũng sẽ có trường hợp nằm bên trái thì anh em đi xa hơn chút xíu, nhưng mà cái tỷ lệ nằm bên trái thì ở cái map này nó sẽ chiếm 4 phần 5 thôi, 4 phần 5 gần một nửa đó, nhưng mà đi xa thì đi lại là ngược, mình cứ đi theo cái gì số nhiều, thống kê số nhiều của mình thôi. Còn này anh em nhớ đi bên phía dưới nha, đừng có đi sọc dọc dọc lên nha, này nó nằm phía dưới nè. Rồi quái không cần đánh, ngứa tay thì đánh, không ngứa tay thì thôi. Rồi đi tiếp, mạnh dữ hả, rồi mình thiếu một cái slot để cho kết ha, cũng không đủ deck hay sao á, không đủ deck anh em, deck mình ít quá. À, kệ nó, mới đầu không có xài thì thôi, làm dữ vậy. Bút nó. Rồi, đi. À, mình nói rồi nhớ nhặt rare, đồ rare luôn. Nhớ có vừa đánh vừa nhảy vậy thôi. Melee là vậy đó, cuộc đời của thằng Melee này là vừa đánh vừa nhảy vậy đó. Rồi này là cái này map này mình không có cách nào hết đó. Mình không có cách nào để mình xác định được cái hướng hết đó. Map này mình bị lừa cũng nhiều luôn. Thì cái này á có một cách để giải quyết được. Cái vấn đề của nó là cố gắng á, làm sao ví dụ như bạn đang đi con đường đó đúng không, bạn phải cố đi hết con đường đó vậy thôi, đừng có để nó bị còn khoảng trống. Còn khoảng trống có khi là mình sẽ bị lừa, mình bị lừa, mình đi lại vòng vòng mệt. Tức là mình chỉ sợ là mình nằm ở trong trường hợp mình đi rồi đi lại thôi đó. Thì nếu là đi đi hướng nào thì clear sạch hướng đó luôn, đường thẳng đường mà nó xoay bên nào thì chúng ta sẽ đi bên đó. Có thể là nếu như chúng ta qua bên trái thì sẽ đi hướng trái trước. Rồi ok, tạm thời là như vậy. Bao tay này ok nè anh em, bao tay này trong trường hợp này mình có deck nè. Rồi ok, mình trong trường hợp này mình có thể đổi thằng này qua để trước đó, mình có thể mang về này lên để lấy thêm một chút xíu speed. Rồi, đồ thì What's going on? Bán vô. Stay out of the shadows. Rồi, chúng ta sẽ quay về áp một xíu nha. Như mà nói rồi đó, mình cần hai socket xanh lá cây nữa. Yes. Hai socket xanh lá cây ok. Goodbye. Ha. Để như vậy đi. Tí nữa chúng ta sẽ đi link game. Thì nếu mà chúng ta muốn chơi swap á thì mình phải level lên trước để mình tính toán trước các bạn. Rồi ở đây trước nha, 1 2 3, rồi chúng ta cố đi qua đây trước, khi chúng ta lên thêm 2 level nữa chúng ta sẽ đi qua đó, bởi vì chúng ta cần in để level lên game. Game đó là game in mới chịu nha, game hãy in á. Bạn chơi Corrupted Viewer này là rất là chớ chiêu. Bởi vì sao? Nó rất là chớ chiêu. Bởi vì mình là
Nếu như nó đúng là mình là nửa Agi và nửa Chen, nhưng mà mình lại đi theo hướng Chen tại vì mình đi theo Melee. Còn nếu như mình đi Ranger thì mình lại dính tới Agi nhiều hơn. Mình là đi theo đi qua hướng của thằng Chen, mà khi mình mua skill thì nó lại cần Agi với In. À, trong khi đó nó vừa Agi với In thì mình lại thiếu cả hai, thiếu cả hai luôn, vừa Death vừa In luôn. Thì đâm ra là thường thường mình không đi xuống vậy, nhưng mà hôm qua mình có làm clip về Million, mình bị dụ. Thì anh em nếu như mà đi map này thì mình nghĩ là cứ đi theo quán tính thôi, mình cũng không có thể nào mình giải quyết được cái map layout này. Thì để trước khi mà mình có được cái lượng kiến thức đó thì chúng ta sẽ phải trải qua cái khoảng thời gian trải nghiệm game. Thì anh em sẽ trải nghiệm game rồi anh em rút ra cái lượng kiến thức của mình, hoặc là anh em coi những người mà chơi Ray thì người ta sẽ có cái lượng kiến thức ok hơn, bởi vì người ta sẽ làm cái việc đó trong cái thời gian ít hơn. Cái việc mà mình coi người ta chơi Ray để đua với nhau á cũng chưa chắc là mình sẽ chơi được giống vậy, nhưng mà ít ra đó mình có những cái thủ thuật để mình người ta làm gọn hơn, mình sẽ bắt chước theo thì mình chơi cái chất lượng cuộc sống mình sẽ tốt hơn thôi. Rồi nếu như cái map này á, thì anh em sẽ đi theo con đường là đi lên nha, còn đi lên đi trái lên trái hay lên phải gì thì từ từ cái con đường màu đỏ này nè nó sẽ giúp cho anh em. Hết nha, cua mình sẽ rất là quan trọng nha. Rồi ở đây mình sẽ lấy In nha anh em, chắc chắn là phải In. Rồi tôi sẽ về ống cống. Ở đây mình sẽ xài thằng này lên nha, kết lên nha anh em. Rồi kết này nó khác với quên, cái này là gọi là map gì đó, đánh dấu quá. Nó không giống như kết, kết thì anh em có thể AOE to, nhưng mà map nó chỉ dính vô cái thằng Rare hoặc là Unip thôi. Nếu như cái đó là map on hit ha. Còn nếu như mà nói chung là nó chỉ một lần xài, nó chỉ có trên một đối tượng thôi, giống vậy nè. Đối tượng nào cũng được hết, nhưng mà nó chỉ có một đối tượng một thôi, chứ không thể nào xài hai đối tượng được. Đó anh em thấy không, giống như kiểu gọi là chiêu chỉ điểm mà chỉ được đúng một thằng thôi. À. Rồi. Rồi. Hơi khó chịu. Ừ, nổ xác đó chừng chết. Kết này nó sẽ giúp cho anh em không bị tụt mana, không bị tụt mana. Cái trường hợp nào mà nó hiệu quả nhất là khi ví dụ như mình xài nhiều aura, với là nó bị giảm cái tỷ lệ mà anh em đọc cái cục game này nó cũng rất là imba trừ 20, tức là nó sẽ bị lấy thêm physical mà mình add thêm physical mỗi phát đánh nữa, thì cái đó là nó là mình cảm giác như là nó tốt nhất cho cái skill này. Nó vừa được hồi máu mà vừa hồi mana, nói chung là hồi tùm lum thứ hết á. Rồi mình sẽ đi qua đây ha, physical nè. Tùy, nếu như mà bạn không có điểm để tẩy á thì chúng ta sẽ đi cây bên này, còn nếu có điểm tẩy thì đi bên này. Đi bên kia sẽ ngon hơn bởi vì nó sẽ cộng đam, còn physical overtime mình mới đầu mình không có đam để cộng, bởi vì mình đâu có đánh physical overtime đâu.
thì corrupted nó là một dạng physical và time nữa này. Nó thậm chí là xoay xong mà chạy cũng được, cũng lên level nữa. Chả ảnh hưởng gì tới ai á. Trong những skill mà phải gọi là đỉnh của đỉnh. Piety's home away from home. Let's see if the sick witch is in. Chance. Rồi cái này dễ đi, nếu như mấy bạn sai thì mấy bạn đi một vòng nhưng mà nó không bị kẹt. À thì đi làm sao mà khi mà chúng ta lựa, chúng ta thấy cái đường lên dốc này nè là chúng ta biết chúng ta đi đúng nha. Còn nếu mà không có đường đi dốc là đi bị sai. Map này cũng đi theo phản xạ thôi à, chứ cũng không có điều kiện gì đâu. Chứ mà về cơ bản mình cũng không phải là một người mà thuần leveling để giải trí đó, mình chỉ là một cái người bình thường thôi. Thì mình chọn bui vì mục đích nè, chứ không phải là mình chọn bui về cái tốc độ đi map. Thì thằng nào có xe thì có thể là bị sai đường, đúng không? Không đúng nha. Rồi, này chỉ có bên trái bên phải thôi, đường nó ngắn ngủn thôi, bạn cứ đi thôi. Thì cái này nó có một cái bí thuật là đọc khẩu lệnh, là chúng ta sẽ đi thẳng không có quẹo cho tới khi có đường quẹo. Rồi à, đi thẳng thôi. Đi thẳng thôi, khi nào có đường quẹo thì quẹo. Này nhảy được luôn nè. Đã chưa? Rồi, boss. Thả cọc xuống. Bật cái này lên. Mát nó vô cái này. Mát nó vô cái. Bị chưa? Đâu rồi? Rồi thả nó ra, solo với nó luôn này. Đâu có dễ. Em mà đụng tới melee là em tới công chuyện em rồi. Sorry, beautiful. But... What little help I can offer. Rồi, bán hẳn luôn. Bởi vì mình đang thiếu cái này. Rồi. Rồi, nếu như mà mình không lên kịp một level nữa thì chúng ta có thể sẽ đối mặt cái chuyện chúng ta leveling nó hơi chậm hơn chút xíu. Leveling game. Thì cái này nếu như mana nhiều thì anh em có thể xài thêm vitality hồi máu các kiểu, nhưng mà anh em có thấy mình cũng đâu cần vitality đâu, tùy trường hợp anh em. Kháng của mình không có nhiều nhưng mà kháng phai của mình đủ trong cái map này. Map này chúng ta có một chút xíu cool, quên một chút xíu lighting, một chút xíu phai, nhưng mà về cơ bản chúng ta có phai là chúng ta ổn. Cái ác ba này thì tí nữa mình sẽ động cái rinh để sang rinh côn để lấy một ít côn.
Ồ, nếu như mà cái thư viện ở đây thì cái bộ tổ nằm đây nè. Ngang ngang nhau thôi anh em, ngang ngang nhau thôi. Rồi. Đây chúng ta sẽ làm cái lab luôn không? Nhặt hết nha anh em, nhặt hết. Quên làm cái Ascendancy nó giải quyết cái... Nó gọi là... Library đúng hơn là cái Ascendancy. Ascendancy là cái chức danh để khi chúng ta chọn cái... Ngày rồi. Chọn cái nhân vật rồi. Còn lab là thứ tự. Thì thằng này nó là Library. Rồi. Nếu như mà chơi một mình thì... Nếu như có bạn bè thì nhờ bạn bè. Còn nếu như mà chơi một mình muốn tự thân vận động thì nên vô đây. Mà khi mà mình vô đây mình không có cool resistance là khá mệt nha anh em. Đóng băng mình á. Đóng băng mình á. Đằng này thì cứ đi thôi. Đóng băng mình á. Rất là mệt. Đi nhanh thì không bị, chứ đi chậm là bị đóng băng liền. Rồi luôn, đóng băng tới chết luôn nè. Rồi từ từ ha, mình sẽ coi ra sao rồi mình sẽ up skill. Rồi, cứ đi từng phòng để mà mình kiểm tra thôi. À, đi từng phòng kiểm tra. Rồi, đây. Bốn lá nha anh em, bốn lá. Đây thấy ba lá rồi nè. Thấy được 4 lá rồi ha. 2 nè. Đồ 4 linh nhiều anh. Đợt này 4 linh nhiều chứ hả? Đổi thì không được rồi đó, bao tay này không đổi được rồi đó. Map này dướng quá. Cái này là tại sao người ta cũng thích mấy cái map mà dạng có bức tường nhiều như vậy. Đi rất là mệt mỏi. Thiệt luôn. Rồi nếu như bạn hứng thú thì các bạn có thể đi lab từ bây giờ luôn. À, đi lab từ bây giờ luôn. Rồi, chúng ta sẽ ghé qua đây xíu. 1, 2, 3, 4. Rồi không có gì để mua đây hết á. Thì bây giờ nếu như các bạn leveling thì chúng ta sẽ bell.
Slinger. Siêu in nè, thấy không? Hai cục. Một cục cũng được, nhưng mà thôi hai cục đi. Rồi. À, cục này là cần leveling nhất á. Rồi tiếp theo chúng ta có EX Light. Chúng ta có Esoku gì nè. Rồi nè, chết mẹ là không có sốc cái tỏ rồi. Ở đây chúng ta có rep. Rồi. Qua bên thằng này. Thằng này chúng ta có hai cục switch. Tại vì nó có Damo và Tham. Hoặc là nếu như mà chúng ta có hai socket xanh thì chúng ta có thể mua hai cục này. Rồi. Cục kia thì mình đường nào cũng chưa đủ level, tí chúng ta tính sau ha. All slow. Đó. 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 Xanh. Xanh. Rồi tí cục phát attack mình tính sau đi. À đâu mình xử lý được. Xử lý được. Rồi. One red two Giyama. Này thì không có làm được gì cho đời hết. Rồi. Cứ mặc như vậy đi. Cái này là cái phần game mình để leveling nha. Mình cũng kể tí á. Tại vì cục này là với hai cục này là hai cục đam. Cũng có hai cái này là bạn đánh khùng người luôn á. Rồi cái thứ ba là chúng ta có hai cục này. Hai cái cục spell slinger này. Spell slinger này nó bị một cái á, là nếu như mấy bạn càng lên level cao á thì nó đồng nghĩa với cái việc là bạn sẽ được giảm mana revert ở đây nè. Không có mana revert không xài được. Rồi. Thì đáng lẽ là tới bây giờ mình được 4 linh rồi đó, nhưng mà mình vẫn cố xài 3 linh để cho anh em thấy đam của nó có thể như thế nào. Rồi, chúng ta sẽ đi cái lab đầu tiên. Nếu như anh em muốn đi từ bây giờ hoặc là anh em muốn đợi tới qua ác 4 cũng được. Không ảnh hưởng, cái này nó không giống Minion, chúng ta không cần phải đi ngay từ đầu. Nhưng mà nếu như có điều kiện đi thì mình sẽ đi. Bởi vì con này nó khá là chắc kèo là nó có thể đi được, nó không có bị chết giống như là con Minion. Minion nó phụ thuộc vào Minion quá. Chúng ta phải coi cái thời điểm Minion nó cứng cáp thì chúng ta mới bắt đầu chơi được. Rồi. Năm mấy? Chín. Này cứ quýnh, cứ chạy vòng vòng á nữa mày. Do cái skill này nó như vậy. 800 máu nó quýnh mấy bạn đâu có chết đâu. Sao chết được. Rồi. I can't do this just yet. I think it's time to shed the green and gold. It's a little tight around the top. Rồi. Này thì nó nằm ở bên cái này nên đi bên tay phải. Nhưng mà trong cái trường hợp tay phải này của mình là nó bị fail anh em. Nó nằm ở bên tay trái. Thì mình sẽ phải mất thời gian đi thêm một map nữa. Nhưng mà khi mình đã ấy. Chung là anh em hạn chế đụng vô cái đó nha. Chết nha. mình hồi nãy mình bị hai cái mod ghê nhất. Hai cái mod phải nói là ghê nhất của cái mấy cái strong box đó là cái mod
đóng băng, và cái thứ hai là cái mod nổ. Thật ra là nó còn một mod rất là ghê, đó là ice nổ băng á, cái ice cut gì đó, nó rất là ghê nhưng ít khi gặp lắm. Rồi qua đây nha, nếu như bạn cần máu thì bạn sẽ lên đây, trước sau thì mình cũng lên đó thôi, nhưng mà bây giờ chưa lên vội. Rồi, này thiếu kháng quá, nhưng mà bù lại là mình máu nhiều. Còn kháng đủ thì 500 là đủ. Này anh em nên đi, thường thường qua tới cái lần thứ 3 lúc nào chúng ta cũng sẽ đối mặt với một cái map lửa như thế này. À, lúc nào cũng sẽ như vậy thôi. Xoay cho nó mấy, không xoay nó là đợi không nảy. Mấy cái này bỏ nha anh em, đừng đụng vô. Rồi, thường thường là chúng ta sẽ bỏ cái ngã tư đầu này lên nè. Rồi, chúng ta đi bên tay phải. Rồi. Nè, cái này nó nằm ở trường hợp mà hồi nãy. Thì nếu như mà của Level Minion thì lúc đó nó có một cửa một bên phải, một cửa bên trái, đúng không? Thì mình hay định hướng anh em qua bên phải. Nếu như anh em đi bên trái thì anh em phải lên trên này đi thêm map nữa. Thì cái trường hợp trong cái lab này á, cũng có thể là bên trái là nó sẽ không có chướng ngại, tức là cộng thêm một map đó. Nhưng mà chắc chắn 100% là cho tới hiện tại bây giờ nha, là nếu như anh em đi bên phải á, thì chắc chắn 100% anh em sẽ không gặp chướng ngại. Nhưng mà nếu anh em đi bên trái á, thì có thể. Đó là tại sao mình đi bên phải à. Rồi, cái này thì nên đi bên trái nha, cửa này là cửa bên trái, luôn luôn là bên trái. Rồi, rồi boss thì mình có nói với anh em rồi đó, luôn luôn là đánh boss này chúng ta làm sao chúng ta phải giữ nó trong cái tầm mắt của chúng ta, đừng để cho nó đi xa quá. Đó, để chúng ta né chứ không phải gì đó. Đi xa quá sao né. Rồi, đồ này có nhặt được nhiêu nhặt thôi, về bán thì currency để mà swap đồ thì coi như là ổn rồi đó. Đây có cái búa, nhưng mà búa này ra màu đỏ là ok nè. Rồi, rồi đẹp luôn anh em. Đây thì lên luôn. Đồ này nó cộng đét anh em, bỏ xuống thiếu đét. Rồi, đây chúng ta sẽ lấy champion. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái này trước. Kết M2. There'll be time for that soon enough. Please. Rồi, này bán thẳng vô luôn. Đây chúng ta có một cái dây chuyền hồi nãy là bằng Dex Chain In. Rồi, ngon hơn, cái này ngon hơn. Chúng ta giải quyết được chain và giải quyết được cái phần in. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay về Act 2. Đây chúng ta có này. Thì ở đây nếu như mà để mà cho thoải mái thì chúng ta có thể xài phát attack để cho nó thoải mái. Còn nếu như chúng ta cảm giác như là không có gì thay đổi á thì có thể xài cục khác, có thể xài cục này
ha, thì nó có ở đây nó có thêm reset attack 30% ha. Thì cái này là kill reset mà, anh em thấy không? Reset. Thì có thể xài cục này, còn nếu như mà muốn thoải mái hơn, tức là mình đánh để mình di chuyển nhanh hơn thì xài cục này. Thì cục tiếp theo chúng ta cần xài đó là cục Corrupted Viewer. Nhưng mà cái cục Corrupted Viewer vào cái thời điểm này á, nó không được nó không được phát huy đúng chức năng của nó. Là tại sao? Nhưng mà chúng ta vẫn phải cần. Ở đây chúng ta mua cục la cháp nha mình. Rồi, giờ chúng ta quay lại chúng ta đánh boss. Boss nha. Ở đây chúng ta tăng này. Cái cục Corrupted Fuel bây giờ nè, nó vẫn không chưa phải là cái bui mà chúng ta muốn hướng tới. Để từ từ mình quấn xong cái đống này cho. Từ từ cái đợi mình chút nha. Climb the tower, kill the mad king. Just like the story. Nói nhiều cộng với ngồi hoài cũng bị đau cổ. Ở đây chúng ta có thể thấy nè, khi mà cái con chúng ta rơi xuống lâu lai á, thì chúng ta sẽ được một kỹ năng được gọi là adrenaline 20 giây khi chúng ta bắt đầu rơi xuống tỷ lệ lâu lai ha. Thì ở dưới nó có thông tin á, sẽ tăng 100% dam, 25% attack cast speed và mua 10% physical reduction vậy đó. Thì á đây nè, thằng này nó là code lai. Nếu như chúng ta bỏ thằng này ra đi thì nó chỉ còn có 134, một lần xài được bị mất có 134 máu thôi. Nhưng mà khi chúng ta đúp cục này lên á, thì chúng ta mất một lần 400 máu ha. Thì khi chúng ta xài á, cái này thì nó sẽ rớt xuống, trừ máu mà mình sẽ bị rơi xuống lâu lai. Thì nó sẽ kích hoạt cái skill này. Skill này nó rất là có giá trị các bạn. Dam nó lên rất là nhiều. Đó. Đó, mình đi rất là thoải mái. Không có nói là không có đam đâu. Rồi, ví dụ như mà hết rồi thì chúng ta sẽ cắt kiểu lên. Đó, vô cho vô trạng thái. Đó, giờ chúng ta thoải mái rồi đó. Thấy không? Bắt buộc phải phải có cái kiểu đó để xuống lâu lai. Bởi vì mình không có chơi bui lâu lai. Đó. Thì mình có nói với anh em mình đó, một cái vòng tròn thì có 4 góc. Nếu mà chia ra 4 miếng thì là 4 góc. 1, 2, 3, 4 ha. Thì cái này nó đang ở góc thứ 3. Thì cửa nó sẽ nằm ở đâu đó vào góc 4, góc 1 và góc 2. Rồi, góc đầu tiên mình cần đi thuận là góc 4 đã có rồi. Ở đây thì có 4 và 3, 1, 2 và 3. Thì cái tỷ lệ mình đi theo đường thuận đó, để mình xác định được cái đường tròn đó là cái cung nào để mình không có bị đi ngược đường đó. Anh em biết không? Vũ lê 4 nè. Ok 4. À, 4 thì mình sẽ đi rồi, chắc chắn ở đây là mình không có rồi đó. Thì mình sẽ đi, mình sẽ đi về cái hướng lên trên. Đó, để mình xác định được cái cửa đi cho nó đúng, mình không có bị đi sai. Rồi ở đây là hướng 1 thì thuận đường bên nào trước thì đi bên đó trước thôi. Chưa có kháng anh em, chưa có đồ để đắp kháng. Rồi à, hướng 2 không có thì là 3 với 4. 3 với 4 thì có thể đi bên đây. Mình soi được mà anh em. Nói thì cái đó là cái hướng này giúp mình xác định cái đường đi nhanh hơn ha. Rồi đây là đây góc mấy? Góc 3 đúng không? Thì mình sẽ phòng 4, 2, 1 thì cái đường này, cái map này mình nghĩ là nó nằm ở trường hợp là ở phía trên nè. Có thể là cái này là tới boss rồi đó anh em. Boss rồi. À, boss thôi. Rồi, gồng cho nó vô xoay cái. Xoay nha anh em, xoay trước nha. Xoay. Rồi, kết được con nào thì kết.
gì vậy? Chết rồi đó anh em. Mạnh hơn, chơi khỏe hơn Minion. Đâu rồi? Phái không phái không? Phái liền, phái Melee liền. Melee ngon lắm anh em. Nó không có tệ như mình nghĩ đâu. Chơi rất là thoải mái. Đéo bèo. Xong hay không? Quá đã. Rồi ok. Ba anh em, anh em vào tập sau ha. Quá đơn giản, game quá easy. Ba anh em nha. Mình sẽ qua đây mình sell trước rồi nè. Rồi ba anh em.